Chào các em, trong bài học ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu đến các em về loại class, đấy là abstract class. Abstract class trong Java, tức là những class chuyên sinh ra để làm cha. Thì để cụ thể và chi tiết hơn thì anh sẽ cùng các em ví dụ trong code. Trong project Java 01 của anh sẽ tạo một cái packet mới. Anh đặt tên là com.trungtamjava.domain. Thì trong packet này anh sẽ tạo một class là person. Thì class person này có một cái biến là tên thôi, private string là tên. Đúng không? Ở đây anh cũng tạo các hàm setter getter cho biến tên này. Anh select all và anh bấm OK. Và tương tự anh cũng tạo ra các constructor ở đây. Anh click source, anh chọn là constructor. Đúng không? Thì ở đây anh có một constructor là chuyển vào biến tên và một constructor là mặc định, thì anh khai báo đây. Thì anh có hai constructor. Đây là một class person rất bình thường các em tạo lâu nay. Thì đấy, bây giờ anh sẽ chuyển nó thành abstract class. Các em chú ý cho anh. Anh chỉ việc thêm từ khóa abstract bên trước cái chữ class ở đây. Thì class person bây giờ sẽ chuyển thành class abstract. Thì đối với abstract class thì mọi khai báo hay là mọi hàm, mọi biến các em sử dụng rất bình thường như các em khai báo class bình thường thôi. Chỉ khác một chỗ, đấy là các em thêm từ khóa abstract trước tên class này. Thì abstract class khác class bình thường ở chỗ nào? Đối với abstract class các em không thể nào tạo được đối tượng mới, tức là dùng với từ khóa new. Thì để cụ thể anh sẽ cho em thấy. Anh sẽ tạo một class là main ở đây. Và anh cũng tạo hàm main mặc định. Thì bên trong hàm main anh sẽ khai báo một đối tượng là person p bằng new person. Thì các em sẽ thấy là chương trình sẽ báo lỗi ngay cho anh. Eclipse sẽ báo lỗi là không thể instance được. Tức là đối với abstract class ở đây, anh không thể nào tạo được một đối tượng mới. Nghĩa là anh không thể nào new một đối tượng mới. Như vậy abstract class khác class bình thường ở chỗ các em không thể nào new đối tượng mới từ abstract class. Thì do về lý do thiết kế trong lập trình Java, thì do cách thiết kế nên chúng ta sinh ra abstract class, tức là anh chỉ muốn thiết kế class này chuyên để làm cha hay là chuyên để cho việc kế thừa. Thì để sử dụng class person thì anh sẽ tạo một class là employee. Class employee này sẽ extend từ class person ra. Và như vậy thì các em thấy đấy, class person sẽ biến thành class cha. Và ở đây anh sẽ khai báo một đối tượng employee, new employee, đúng không? New employee. Thì các em thấy class employee là class bình thường như chúng ta đã tạo. Tương tự các em có thể dùng tính đa hình p bằng new employee. Đấy, như thế này. Như vậy thì ý nghĩa của abstract class là sinh ra chuyên để làm cha. Tức là có mục đích là anh sẽ khai báo những cái biến, cái hàm chuyên để phục vụ cho kế thừa thôi. Và anh không thể nào new được đối tượng mới cho abstract class được, mà anh bắt buộc anh phải tạo một cái class con để kế thừa từ cái abstract class và sau đó thì sử dụng. Thì trong bài học hôm nay chúng ta đã học về abstract class, các em đã nắm rõ được về abstract class rồi. Thì ghi nhớ cho anh một điều, chúng ta không thể new được một đối tượng từ abstract class. Trong bài học tiếp theo anh sẽ giới thiệu đến các em về abstract method, hay còn gọi là phương thức abstract được sử dụng với abstract class. Thì mục đích và ý nghĩa của abstract method là gì thì cùng anh nghiên cứu trong bài học tiếp theo.